Ngày hôm nay thì bên em về một container này hơn 36 tấn những cây trà là đang bông đang trái phục vụ cho quý khách hàng. Nhà vườn Khánh Võ vì một Việt Nam xanh. Thời gian vừa qua trà là đang rất hot trên thị trường và khách hàng bên em rất là quan tâm và số lượng bên em thì đặt hàng rất là nhiều. Dòng này là tầm khoảng 2 tuổi rưỡi, tổng chiều cao cây này tầm khoảng là 1m6 ha. Đó, cây bên em thì thuần ở trong cái sọt từ nhỏ nè. Đây là dòng trà là trái vàng, trái mô nha quý anh chị. Đó, hàng bên em nhập về rất là tươi tốt luôn, cành lá xanh vuốt đẹp luôn nha quý anh chị. Anh chị về trồng kinh tế là tuyệt vời luôn nè. Ngoài size nhỏ này ra, trên xe em còn rất nhiều size lớn đang bông đang trái nha. Anh chị nhìn kỹ cái sọt bên em nè, rễ nè, cực kỳ ổn định nha quý anh chị. Hàng này là đang bông đang trái nha. Cây tổng chiều cao là 2m rưỡi, vành gốc cây này tầm khoảng hơn 70cm nha quý anh chị. Wow, đây tất cả các cây bên em đều được gói trong những cái tờ giấy như thế này nè quý anh chị, là những cái bọc của nó nè. Anh chị nhìn kỹ nè, trái bên em nè. Wow, nó đã đậu trái rồi và đã được thụ phấn rồi nha quý anh chị. Em xin phép là không tách ra hết, bởi vì là cây đang được bao bọc, những cái bông hoa này nó đang được bao bọc trong những cái túi như thế này. Nếu em lấy ra nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng trái nên em không có bóc ra hết nha. Tất cả những cây bên em đều có 3 đến 5 buồng trái nha quý vị nè. 1 nè, 2 nè, đó, wow, nhiều lắm. 3 nè, đó, 4, 5 buồng luôn nha quý anh chị. Rồi đây những buồng trái nó đã đậu rồi nha. Trà là bên em là 100% cây mô, 100% là cây trái. Và cái dòng này bên em là đã đang bông, đã đậu trái. Anh chị mua về trồng có trái ăn liền luôn. Cho nên là anh chị hoàn toàn yên tâm khi mà chốt những cái cây trà là đang trái này nha. Anh chị đang có nhu cầu trồng kinh tế hoặc là trồng trang trí khuôn viên vườn nhà, đừng ngần ngại nhấc máy lên và liên hệ ngay với nhà vườn Khánh Võ. Hotline 0962347777. Địa chỉ vườn 15 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100m. Website nhavườnkhanhvo.vn. Nhà vườn Khánh Võ vì một Việt Nam xanh.